Rồi xin chào tất cả các bạn. Thì chiều nay mình cũng nhận được rất là nhiều thông tin của các bạn gửi về, thì hầu hết là đều chung một cái chủ đề đó là bị nhắn tin đe dọa, nhưng mà trong nội dung tin nhắn như các bạn coi trong cái màn hình này là không hề có về cái vấn đề là của tổ chức nào hay của đơn vị nào hay nào. Và cái nội dung tin nhắn thì các bạn thấy là là ghi là là FEC, FEC thì cái nội dung này thì À, mình được biết là do là là của bên FE Credit, à, FE Credit, nghĩa là viết tắt là FEC. Thế nhưng mà trong nội dung tin nhắn ấy thì mình không thể khẳng định được nó là của FE hay là của ai. Bởi vì là bất kỳ ai cũng cũng có thể nhắn cái 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 tin này cho bạn hết. Nhưng bản thân của chúng ta nợ ở đâu thì chúng ta tự nhiên tự biết được cái việc mà chúng ta đang nợ thì ai là người nhắn tin thì các bạn sẽ biết. Nhưng với cái việc nhắn tin này thì chúng ta sẽ làm gì? là làm gì và có nên lo sợ hay không? Thứ nhất mình phân tích một vài đặc điểm của cái tin nhắn này cho các bạn coi này. Thứ nhất ở trong tin nhắn này là FBC này phòng an ninh rồi đối tượng Nguyễn Văn và gì đấy chứng minh số căn cứ điều 140 Bộ luật hình sự đang có dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng tài sản rồi vui lòng um, vui lòng đóng ít nhất một kỳ góp trước 17 giờ ngày mùng này ví dụ như thế. Đây là cái tin nhắn gần nhất. Còn không thì nó sẽ chuyển cái hồ sơ này chuyển hồ sơ ra tòa án thụ lý. Thứ nhất là về cái tin nhắn này mình khẳng định luôn, đây là cái sập pam, một cái tin nhắn hoặc là một cái tin nhắn copy của một người nào đấy, mình tạm cho là một người nào đó, mình không khẳng định là của FE hay là của đơn vị nào bởi vì chúng ta chưa chứng minh được cái việc này. Thế nào? Tuy nhiên, nhìn vào tin nhắn thì mình biết luôn là cái người nhắn tin này không hề biết gì về luật pháp của chúng ta hết. Hiện tại theo cái luật pháp hiện hành của chúng ta, cái điều 140 các bạn, cái điều 140 mà theo cái cái người này nhắn cho cho các bạn ấy thì nó không phải là cái 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 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa mà cái điều 140 theo cái 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 bộ luật hình sự mà hiện hành mà bộ luật năm 2000 năm sửa sửa đổi vào năm 2017 thì cái điều 140 này nó lại quy ở một cái tội khác đó là tội hành hạ người khác thì cái tội hành hạ người khác đúng vào cái điều 140 được sửa đổi 2017 thì vậy thì căn cứ vào điều 140 của bộ luật hình sự mà 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 truy cho các bạn là có cái dấu hiệu lừa đảo thì cái bạn mà nhắn tin này chắc là óc của người nữa ít nhất bạn mà nhắn tin cho ai thì bạn cũng phải nghiên cứu xem luật bây giờ đã sửa đổi hay chưa chứ còn bây giờ mà nhắn một cái tin nhắn mà nó sai hoàn toàn như thế này thì thì nó nó không có chuẩn xác vậy thì nhân tiện đây nếu mà bạn chim lợn ai mà những người mà đang theo dõi của cái, cái kênh này này những ai mà chim xanh chim lợn cho các cái nhà mà nhà đòi nợ ấy, thì mình cũng nói luôn để mình sửa luôn các bạn, đó là điều 174 được sửa đổi vào vào năm 2017. Vậy thì lần sau nhắn tin ấy, các bạn nhắn tin cho nó chuẩn xác hơn nha. Đừng có ghi là căn cứ điều 140 nữa, nhục mặt, là nhục mặt của cái những người 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 bảo các bạn nhắn tin nữa, thế nào. Cái thứ hai là uh, trong cái tin nhắn này khi mà nhắn cho các bạn ghi rất là rõ nó là phòng an ninh này, đối tượng này. Thứ nhất, các bạn không có quyền gọi người ta là đối tượng bởi vì người ta không có vi phạm pháp luật nào không vi phạm pháp luật mà bạn gọi người ta đối tượng này để đồng nghĩa với bạn gọi người ta giống như là một kẻ mà mà đúng thực sự là giống như là lừa đảo rồi. Cái thứ hai nữa là bạn lấy cái cơ sở gì mà mà bạn cho rằng người ta có cái dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng tài sản trong khi mà họ chế của mình mới có vài ngày thôi. Họ chế mới vài ngày nguyên tắc của bạn là chưa được chưa được nhắn tin này. Nhắn tin này là cảnh báo là bạn chưa được nhắn tin. Bạn chỉ được gọi nhắc nợ không quá 5 lần trên trên một ngày thôi nhắc nợ bạn nhớ nhé là cái từ nhắc nợ khác với việc đòi nợ nha nào rồi tiếp theo là với cái việc mà 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 bạn nhắn là bạn quy kết cho người ta cái việc mà mà lừa đảo chiếm dụng tài sản ngược lại những ai mà nhận được tin nhắn này các bạn nên để ý là cái việc này là cái tội quy vào cái tội vu khống các bạn nhé quy vào cái tội vu khống theo đúng điều 156 của bộ, bộ luật hình sự hiện hành mà bộ luật sửa đổi vào năm 2017 thì ai mà nhắn những tin nhắn này có cái dấu hiệu mà vu khống hay nào vu khống là gì vu khống là những vấn đề mà các bạn không được làm không được làm nhé mà người ta vẫn vu khống vậy thì việc này các bạn sẵn sàng là là kiện cái tin nhắn này kiện cái người này để ra ngoài tòa còn cái việc mà chuyển hồ sơ ra tòa hay là tòa án thụ lý thì cái việc này là các bạn nên hoan nghênh nhé hoan nghênh khi mà ra tòa thì cái người này chắc chắn là sẽ đứt cước với các bạn luôn Vậy thì tội vu khống là gì? Hôm nay nhân tiện cái câu chuyện này mình sẽ nói thêm các bạn một cái điều luật nữa. Đó là điều 156 nói về tội tội vu khống thế nào? Vu khống người khác. Vậy thì điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội vu khống như sau. Thì tội vu khống là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự và gây thiệt hại đến quyền lợi lợi ích pháp luật của của người khác và bịa đặt là người có người khác phạm vào tội nào, nào vào tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền vậy thì cái cái việc mà các bạn gửi cái tin nhắn này đây, đây chính là một cái tin nhắn rõ ràng về cái tội vu khống luôn nên là tất cả các anh chị ai mà nhận được tin nhắn này chúng ta bình tĩnh và phân tích xem ai là người nhắn và như thế nào và trong trường hợp này chúng ta xử lý ra sao và thì hùng tiếp tục với cái cái chủ đề của mình ha đó là về tội về về điều 156 thì điều 156 bộ luật hình sự về tội vu khống này Một người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây Thì bị phạt tiền từ 10 cho đến 50 triệu đồng Và phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc là tù từ 3 tháng cho đến 1 năm Thì cái tù mà tù từ 3 tháng đến 1 năm này các bạn thấy không? Rất là căng nha Rồi còn có thể là không giam giữ là tù treo đến 2, 2 năm đấy các bạn nhé rồi cái 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 người nào thực hiện thứ nhất là bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết là rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự à, hoặc là gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của của người khác. Thứ nhất ở trong tin nhắn này các bạn để ý này, cái người trong tin nhắn này họ vẫn đang là là công dân của Việt Nam và đang được nhà nước bảo vệ theo đúng hiến pháp và pháp luật của của nhà nước nào thì bạn đặt điều với cái việc mà vu khống người ta về cái tội mà mà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mà các bạn không chứng minh được người ta thì các bạn phạm vào tội vu khống với vu khống. Vậy với trường hợp của người vu khống thì có thể phạt tiền từ 10 triệu cho đến 50 triệu, thậm chí là phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm hoặc là phạt tù 3 tháng cho đến 1 năm. Thứ hai là bịa đặt người khác phạm tội và có tố cáo cho họ trước cơ quan có thẩm quyền. Cái việc này này là bắt đầu tố cáo vậy thì nếu mà bạn tố cáo người này ra ngoài tòa nếu bạn chưa có chứng minh được họ thực sự là 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 là, là bị phạm tội có dấu hiệu lừa đảo thì chắc chắn bạn sẽ là cái người mà bị bị phạt thế nào mình đơn cử là trường hợp của những khách hàng vay nếu như bạn mà tố cáo họ ra ngoài tòa án mà bạn chưa thu thập đủ bằng chứng chứng tỏ họ là người lừa đảo thì chắc chắn đó là là khó cái việc kết án kết tội cho họ nếu như các anh chị em chúng ta đang đóng tiền mà trễ một thời gian ngắn thì chúng ta không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ phải lo lắng cái vấn đề là bị nợ xấu thôi, đó nào. Nợ xấu thì cái vấn đề nợ xấu của FE thì chắc chắn thời gian tới mình sẽ làm việc về vấn đề này. Tại sao một cái đơn vị mà có thể dễ dàng đưa người khác lên nợ xấu uh, lên nhóm như vậy Hay nào. Cái thứ tiếp theo, thứ tiếp theo là phạm tội thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Thứ nhất có tổ chức Vậy với cái việc mà vu khống này mà phát hiện ra cái trường hợp tin nhắn này mà của của FE hay nào? Tin nhắn này mà của FE mà mà, mà 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 mà, yêu cầu những cái người nhân viên của mình hoặc là đưa ra bộ phận khác hoặc là một tổ chức thu hồi nợ khác mà nhắn tin này thì chắc chắn sẽ truy cứu cái trách nhiệm nó sẽ sẽ cao hơn. Đó là theo cái tổ chức thì có thể phạt tù từ 1 cho đến 3 năm. Hoặc là lợi dụng chức chức vụ và quyền hạn này, lợi dụng chức vụ quyền hạn rồi đối với hai người trở lên này, rồi đối với ông bà cha mẹ người dạy dỗ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục à, chữa bệnh cho mình nghĩa là các bạn vô khống à, phạm vào các cái điều sau đây thì có thể phạt tù từ 1 cho đến 3 năm Hả nào các bạn để ý à, khi chúng ta làm bất kỳ điều gì chúng ta chuẩn bị nhắn tin cho ai chúng ta chuẩn bị nói một câu gì đó nhưng nếu như mà chúng ta mà không có đủ bằng chứng thì chúng ta khoan khoan hãy nói chuyện mà mà chưa có căn cứ còn không nếu phạm sẽ phạm vào cái tội và và vu khống tội này thì rất là nặng nha tiếp theo là đối với người đang thi hành công vụ sử dụng mạng máy tính hoặc là mạng viễn thông phương tiện điện tử để phạm tội thế nào thì như ví dụ ở mạng viễn thông thì các bạn này vu khống bằng mạng internet là viễn thông đây các bạn đây là người ta đã gửi tin nhắn cho các bạn bằng cái việc là nhắn tin thì đây chính là sử dụng mạng viễn thông thì tội này cũng rất là nặng thế nào cực kỳ nặng luôn nếu như ai mà nhắn tin sử dụng các cái này mà vu khống các bạn chứ không phải là lời nói đơn thuần thì tội này vô cùng nặng chúng ta để ý thế nào rồi gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ trăm đến 60% cái vấn đề này các bạn thấy này rối loạn tâm thần này và hành vi này của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương 31 đến 60% các bạn biết là trong trường hợp nếu như mà các bạn mà 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 làm ảnh hưởng người ta ví dụ nhắn cái tin này thôi nhắn cái tin nhắn này làm cho họ cảm giác sợ sệt lo lắng hoang Mang mà tình cờ họ bị sốc mà trở thành một một người mà bị tâm thần tâm thần hoặc là mất khả năng hành vi về về dân sự thì đây là một trường hợp cực kỳ nặng luôn nên việc nhắn tin thế này hết sức là là nguy hiểm các bạn nhớ nhá những ai mà nhắn nhắn tin này thì để ý nhá nhất là các anh, anh chị em thu hồi nợ của bên FE nha chúng ta không phải thích nhắn là nhắn đâu luật pháp bây giờ sửa đổi rất là nghiêm minh đừng có đưa mình vào lưới của pháp luật những thứ mình cấm thì không nên làm hãy làm những thứ người khác cho phép nha chứ không phải là đòi nợ bất chấp không phải cái gì cũng làm được đâu nha đòi nợ nếu đòi không được có thể là kiện người ta ra tòa ngay về cái hành vi nào đấy nhưng mà phải nghiên cứu thật kỹ đủ căn cứ đủ lý luận thì chúng ta mới làm nhé. Rồi, tiếp theo là các bạn thấy nhé à, tiếp tiếp tục là vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng rồi phạm tội thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Nhất là vì động cơ đê hèn gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương 61% trở lên làm nạn nhân tự sát người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu cho đến 50 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề uh, hoặc là làm công việc nhất định từ 1 đến uh, đến 5 năm đây gây rối loạn tâm thần này rồi cái thứ hai là làm nạn nhân tự sát trong trường hợp các bạn vu khống người khác mà các bạn để ý nhé là vu khống nghĩa là làm cho người ta cảm thấy bị oan khuất người ta không được làm việc đó mà chúng ta vẫn vu khống cho người ta làm việc đó thì nếu như trường hợp này các bạn không chứng minh được mà người khác chứng minh được rằng người đó họ không có bị 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 những cái tội danh đó mà bạn vô khống thì chắc chắn luôn bạn sẽ lãnh một cái án lĩnh một cái án rất là cao đó là có thể là phạt tù từ 3 cho đến 10 năm kèm theo đó là phạt từ 10 cho đến 50 triệu ha. Nên là các bạn để ý khi mà nhắn tin hay là dọa nạt hay như thế nào, đặc biệt là các công ty tài chính chúng ta phải để ý vấn đề này, còn không nâng quan điểm mà vào tay của các anh chị luật sư mà kiện cái vấn đề này thì mà đủ cơ sở căn cứ nữa thì chúng ta các anh chị phải để ý giúp mình nha, còn không là mệt cả cả đơn vị đấy. Rồi, các cái dấu hiệu cấu thành tội tội vu khống này. Thứ nhất về chủ thể, chủ thể của tội vu khống là người từ 16 tuổi trở lên nha các bạn này. Những ai trên 16 tuổi trở lên mà 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 nhắn tin hoặc đe dọa người khác hoặc là à, nhắn tin hoặc là, là đổ oan cho người khác vu khống cho người khác thì 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 chúng ta đã cấu hành tội phạm cấu hành ha cấu thành cái thứ hai là về mặt khách thể đây là chủ thể là về cá nhân là số tuổi khách thể là của tội vu khống là hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và các quyền lợi lợi ích và hợp pháp của khách hàng à, của khách của công dân à tại sao có người ta nói chuyện với lại luật sư thì người ta rất kinh nể và câu từ người ta phải bẻ bảy lần lưỡi mới dám nói chuyện bởi vì luật sư nắm được tất cả những vấn đề này ngày hôm nay hùng xô ra những vấn đề này hùng mong là các anh chị em có những người không biết đọc thậm chí có những người không có thời gian thì chúng ta có thể mở cái clip này lên chúng ta nghe được về luật và sau này các anh chị ra ngoài mà các anh chị bị người khác vu khống bị người khác đổ oan thì các anh chị nhớ bật cái clip này của hùng lên để các anh chị nghe để các anh chị phân tích và để các anh chị có thể làm đơn khởi kiện tố cáo hay nào về cái hành vi này rồi thứ ba là về mặt chủ chủ quan này là người phạm tội thực hiện hành vi đối với với lỗi là cố ý cố ý là lo do bản thân của người đó cố cố ý biết là sai nhưng mà vẫn cố ý là là nhắn tin đe dọa bằng cái hình ảnh như thế này đây uh, như thế này đây là cố ý nha đây cố ý biết rằng họ không bị cái tội đó nhưng mà vẫn cố ý nhắn để đe dọa họ như trường hợp này nếu như người này mà họ không tỉnh táo họ sợ họ tự sát thì, thì bạn chính là người gián tiếp làm cho cho người ta người ta uh, chết đúng không nào thì chắc chắn bạn sẽ phải truy cứu về trách nhiệm uh, hình sự. Rồi về uh, mặt uh, khách quan thì uh, mặt khách quan của tội uh, vu khống bao gồm thứ nhất về hành vi, về hành vi uh, là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc là gây thiệt hại đến quyền lợi uh, và hợp pháp của người người khác. Hành vi này thể hiện qua việc người phạm tội tự đặt và tự đặt ra và loan truyền những điều không đúng với lại sự thật và có nội dung xuyên tạc. À, xúc phạm đến danh dự của người khác hoặc là thể hiện à, để gây thiệt hại đến à, quyền lợi ích à, hợp pháp của người khác. Rồi các bạn thấy không? Đấy các bạn mà cố ý là tội rất là cao nha. Cái hành vi này rất tội rất này rất là nặng. Và có hành vi loan truyền những những điều biết rõ là bịa đặt à, à, nhằm xúc phạm danh dự hoặc là gây thiệt hại đến quyền lợi lợi ích hợp pháp của người khác. Hành vi này để thực hiện qua việc người phạm tội tuy không đạt ra những cái điều à, không đúng nào sự thật về người khác và biết rõ điều đó là bị đặt nhưng vẫn loan truyền loan, 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 truyền điều bị đặt đó cho người khác các bạn thấy là trong cuộc sống nếu mà chúng ta mà mà không nắm về vấn đề luật mà chúng ta tình cờ chúng ta mà đi vu khống người khác mà không có hành vi để người ta ghi âm được thì cái tội này rất là nặng có thể phạt tù từ 3 cho đến 10 năm các bạn để ý và phạt hành chính từ 10 đến 50 triệu đừng để mình dây vào cái vấn đề uh, luật pháp này nói cái gì chúng ta cũng phải có căn cứ rồi à, bịa đặt nói rằng người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Người phạm tội dù biết rõ là mình tố giác không có hành vi phạm tội nhưng vẫn tố cáo họ trước cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy nào? À, biết chúng ta tố cáo họ tố tố cáo trước cái cơ quan của nhà nước về cái tội này mà phát giác ra là họ không có tội mà họ được minh oan thì bạn chính là người có tội. Thì hậu quả từng trường hợp mà tội phạm mà bắt buộc phải gây hậu quả trên thực tế ha nào, phải trên thực tế hình phạt đối với tội vô khống này đối với trường hợp thuộc dấu dấu thuộc cấu thành cơ bản nghĩa là cấu thành cơ bản là người phạm tội bị phạt tiền từ 10 triệu cho đến 50 triệu phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc là 3 tháng đến 1 năm đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng là người phạm tội phạt tù từ 1 cho đến 3 năm khoản 2 nó nằm ở khoản 2 đây là mới khoản 1 này còn đây là khoản 2 phạt tù từ 3 năm cho đến 7 năm khoản 3 đây này này dính vào khoản 3 đó là khoản 3 còn trên khoản 3 là vượt khung thế nào thì rất là dễ trung thân đấy. Rồi ngoài ra người phạm tội có thể phạt tiền từ 10 cho đến 50 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ. Thì hồi nãy mình đã nói về vấn đề này rồi, mình chốt lại cái vấn đề thôi. Vậy thì tội vu khống các bạn nhớ đó là điều nó nằm ở điều 156 Bộ luật hình sự và ra năm 2015 được sửa đổi vào năm 2017 thế nào. Và các bạn để ý giúp mình hay nào. Còn về cái tin nhắn này mình nhấn mạnh một lần nữa Thông tin của tin nhắn này là không chính xác Còn bây giờ khi các bạn nhận được tin nhắn này các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ làm gì? Nếu các bạn đơn phương các bạn đi kiện luôn Thì chắc chắn các bạn lại trở thành một người vu khống bị ngược Vậy thì việc của các bạn là làm gì? Phải thu thập chứng từ đầy đủ Và tìm hiểu rõ cái người này là ai Ví dụ ít nhất các bạn phải biết được là số điện thoại này cái số điện thoại bây giờ mình tạm che đi để mình không tiện mình đưa ra. này chưa đến lúc chưa đến thời điểm mình đang tổng hợp rất là nhiều cái thông tin tin nhắn thế này nào. rồi thì với cái cái trường hợp này khi mình có số điện thoại này các bạn có thể kiểm tra thông tin thuê bao số điện thoại này thông qua việc các bạn nhờ nghiệp vụ của bên an ninh là công an sau khi tìm hiểu về cái cái thông tin thuê bao này thì chắc chắn các bạn sẽ truy tìm ra được người nào nhắn tin cho các bạn từ đó các bạn sẽ làm một cái đơn nào đơn các bạn có thể làm một cái đơn là đơn kiện là đơn khởi kiện cũng được và một đơn là đơn tố cáo cũng được thứ nhất khởi kiện về người về cái vấn đề mà người ta vu khống mình cái thứ hai là tố cáo vì cái tội là giả danh phòng an ninh giả danh ngân hàng rồi tố giả danh ngân hàng gửi cho chúng ta cái cái vấn đề à, là là chúng ta có cái dấu hiệu lừa đảo đây hay nào thì chúng ta sẵn sàng chúng ta có thể là làm cái việc này Vậy thì các bạn sẽ gửi cái đơn thư này về đâu thì thứ nhất các bạn có thể gửi trực tiếp về tòa án bởi vì cái này nó mang tính chất dân sự về tòa án của cái nơi mà các bạn đang sống thậm chí nếu các bạn biết được địa chỉ của cái người này rồi địa chỉ của người này thì các bạn gửi thẳng về địa chỉ của người này cái lá đơn thứ hai các bạn cần thiết là gửi về viện kiểm soát và và công an tỉnh hay nào công an tỉnh và viện kiểm soát thì đây là ba cái địa chỉ tin cậy đủ để các bạn gửi đơn từ về và khi nhận được đơn từ thì những đơn đơn vị này họ sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo về cái địa chỉ nhận đơn là là bên đơn vị đã nhận được cái cái đơn tố cáo cũng như đơn uh, khiếu nại uh, của các bạn. hay nào. Còn uh, các bạn gửi đơn thì mình cũng nói rồi. Về cái vấn đề mà mà gửi đơn thì các bạn gửi đơn một là gửi trực tiếp về cái cái đơn vị tỉnh đó, hai là các bạn gửi thêm một đường bưu điện nữa. Thì lý do mà để gửi tại sao phải gửi đường bưu điện nữa thì các bạn có thể gọi hỏi mình trực tiếp hay nào. Ở đây mình không nói quá nhiều về cái nghiệp vụ chuyên môn Và sau cái video này Thì mình sẽ hướng dẫn hay nào, Tới đây những cái video tiếp theo Mình sẽ có một trong những video là hướng dẫn các bạn viết đơn Thứ nhất ví dụ như là các bạn muốn viết về đơn khởi kiện Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết đơn khởi kiện Rồi hướng dẫn viết các bạn viết đơn tố cáo Thậm chí là hướng dẫn cho các bạn viết về đơn tương trình hoặc là làm một cái văn bản nó mang tính chất văn phạm cao đúng pháp luật và câu từ ngắn gọn thì mình sẽ gửi cái mẫu cũng như là hướng dẫn các bạn uh, viết đơn này để các bạn có thể chủ động được ít nhất nếu các bạn mà không viết được không biết chữ thì các bạn cũng có thể cho con cái của mình nhìn vào cái clip của mình để các bạn con cái các bạn thảo một tờ đơn bởi vì hiện tại là ở các văn phòng luật sư thì hầu hết các văn phòng luật sư này văn phòng công chứng khi soạn đơn thì chúng ta đều phải trả phí à, à, trung bình cũng cũng phải à, à, tiền trăm trở lên nên là các bạn có thể là xem cái clip của mình sau đấy là các bạn có thể là 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 um, từ đó chúng ta học được cái cách viết đơn hay là viết đơn từ rồi video của mình ngang đến đây thì uh, mình nghĩ là cái video của mình uh, hiện tại uh, đưa cho các bạn thì thông tin nó còn rất là ngắn nó chỉ mang cái tính chất đến cái giai đoạn là của một điều thôi một điều đó là điều 156 của bộ hình sự về cái vấn đề về tội vu khống hay nào thì vừa rồi mình có đưa các bạn cái điều 174 về tội chiếm đoạt tài sản thì mình sẽ cứ mỗi ngày mình cố gắng mình ra một cái điều luật để các bạn nắm được, nắm được về cái bộ luật hình sự mà hiện hành của 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 nước ta và được sửa đổi vào năm 2017 ấy. Thì tổng hợp thì chúng ta có rất là nhiều điều luật luôn. cụ thể nó nằm khoảng gần 500 điều, 500 điều điều luật đấy các bạn. tổng hợp là khoảng tầm tầm đâu đó 4 đến 426 điều 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 Luật Bộ luật Hình sự đang hiện hành à, thì mình cố gắng trong vòng 426 thì nếu mà làm xong thì cũng phải hơn một năm các bạn. Cứ một ngày một điều, một ngày một điều thì cũng phải hơn một năm. Thành thử là mình sẽ làm những cái điều luật nào nó mang tính chất cần thiết nhất, gấp nhất và cần cho các bạn nhất đối với trường hợp của các bạn bây giờ. Chứ còn nếu mà làm từng điều từng điều thì chắc phải một năm sau các bạn mới coi hết được. Hả nào, rồi video của mình ngang đây thì cũng lời chúc thôi, thì cũng thay mặt anh chị em của đoàn. Chúc tất cả các anh chị em và bà con cô bác Chúng ta có được cái tinh thần luôn sảng khoái Có vấn đề gì mà cần hỗ trợ về luật pháp Tư vấn luật thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hùng Hùng sẽ xử lý cho các bạn về các cái vấn đề luật Thì mình nói luôn hiện tại là mình kiêm nhiệm về vấn đề luật của ngân hàng hay nào Chuyên pháp lý của ngân hàng Nên là mình nắm rõ về các luật này rất là nặng, rất là ok Còn về các cái điều luật khác thì mình cũng rất là là, là, là ok thôi thì hiện tại là cũng có nhiều bạn hỏi mình về vấn đề luật hôn nhân gia đình cách thức ly dị cách thức như thế này thế kia rồi luật đất đai kể cả là các cái luật khác thì mình cũng chỉ trả lời cho các bạn về cái vấn đề đó nó mang tính chất là 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 tham khảo thôi thì mình cũng tập trung chuyên môn của mình thế nào đó là về vấn đề luật của hệ thống tài chính ngân hàng rồi một lần nữa chúc tất cả các anh chị sức khỏe. Còn có ai có ý kiến gì, muốn làm điều luật gì thì các bạn comment ở phần phía dưới. Mình sẽ giúp cho các bạn làm luôn cái điều luật đó. Để các bạn kịp thời, để các bạn có được một cái hành trang, có một cái vũ khí. Để các bạn chống lại những thứ mà không được tốt, những thứ mà vi phạm pháp luật. Để các bạn luôn hỏi là ừ, tại sao nhà nước của mình vẫn còn như thế này thế kia. Thì mình cũng khẳng định luôn là nếu như các bạn không có hiểu về luật các bạn không kiện tụng các bạn không viết đơn thì chắc chắn là mãi chúng ta vẫn chỉ như thế thôi mà chúng ta phải có những cái lá đơn để gửi trực tiếp lên trên tòa án lên công an lên các bạn bè vì không có đơn mà chúng ta lên nói không không thì không có cơ sở căn cứ các bạn nha bởi vì bút xa gà chết nhưng đi đôi với đó đó là chính là cái cái chứng cứ để chúng ta làm việc với lại cơ quan nhà nước và cái việc viết đơn thì vào những video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết đơn để tránh cái việc các bạn là phải đi nhờ vào phòng luật sư này rồi nhờ vào người khác tốn tiền nha rồi một lần nữa chúc tất cả các anh chị em có được một sức khỏe dồi dào minh mẫn và có được một cái công việc tốt để chúng ta sắp tới thoát khỏi cảnh mà khó khăn hiện tại rồi một lần nữa chào thân ái